Kính thưa đại chúng, vài ngày nữa ở đây sẽ có một cái khóa tu cho những nhà khoa học có quan tâm đến sự thực tập, thiền tập. Rất là thú vị. Trong cái truyền thống thực tập, thiền tập của Đạo Bụt, nó không có cái gì mâu thuẫn với khoa học, với cái tinh thần tự do, trong cởi mở, trong nhận thức. Nó luôn luôn sẵn sàng đón nhận những cái nhận thức từ những cái góc độ khác, những cái nghiên cứu được kiểm chứng của khoa học để bổ sung cho cái nhận thức của mình, hoặc thậm chí thay đổi hẳn cái nhận thức của mình trong cái sự tu học nữa. Một thầy tu chân chính sẽ cởi mở chấp nhận cái vấn đề đó, vượt lên trên cái tình cảm yêu thích của mình, để sẵn sàng kiểm chứng lại cái nhận thức của mình trong cái sự tu học. Tất nhiên, một người tu tập Đạo Bụt sẽ có rất là nhiều người yêu thích những cái phương pháp hay là cái phong cách sống của mình đến tận xương tận tủy. Và chúng ta thường xuyên tưởng tượng những điều tốt đẹp với nó. Và chúng ta có cái khuynh hướng cũng tự bảo vệ nó. Và mình không thích, không tin tưởng, có thể mình không tin tưởng nó sẽ có cái gì đó xấu xa ở trong nó được. Tại vì nó mang lại cho mình những cái điều tốt đẹp. Thầy của chúng ta cũng luôn luôn cũng nhắc nhở đệ tử của mình là cũng phải nghiên cứu, học hỏi một chút về những cái kiến thức khoa học mới nhất để bổ sung cho cái nhận thức của mình. Và thầy chúng ta rất là thân thiện với những cái kiến thức khoa học và sẵn sàng nghiên cứu để đón nhận nó và thay đổi cái cách giảng dạy hay là cái nhận thức của mình nữa. Chúng ta cũng sẽ như vậy. Bộ không phải là một nhà khoa học, nó không có cái nhiều kiến thức về cái phương diện này, nhưng mà cũng luôn luôn thích thú về những cái nghiên cứu của khoa học. Cách đây vài tháng, Bộ có tình cờ đọc được một cái bài viết về thiền tập dưới cái góc nhìn khoa học. Trong đó có một bài nói rằng thiền nó làm cho người ta trở nên vị kỷ, có nghĩa là ích kỷ ấy. Thì lo cho mình. Đầu tiên khi mà đọc một phần cái bài đó, tôi cảm thấy ngạc nhiên, nó có cái gì hơi bực tức, nó nhảy lên. Tại sao mà có cái chuyện như vậy được? Thiền lâu nay nó làm cho mình tốt lắm mà, sao lại có cái chuyện như vậy xảy ra được? Cái cảm xúc nó bắt đầu lên. Tôi nghĩ rằng chắc có cái gì hiểu lầm ở đây đó. Chắc hay là có ai đó muốn nói xấu hay là tung tin giả gì đây. Nhưng mà điều phục cảm xúc hội nó có thể không phải là như vậy. Cái trang tin đó, trang nhà đó, họ không có cái thói quen đưa tin giả. Họ thường thực tập cho nó có khách quan. Họ cũng có nói những bài viết rất mô tả chi tiết về cái sự thành công trong sự thực tập của thiền tập Làng Mai. Cho nên nó không có cái chuyện cố tình bôi xấu gì ở đây. Nó có thể là một cái từ một cái góc nhìn khác. Nó có uy tín. Và Phật bắt đầu suy nghĩ xem tại sao nó lại được như vậy. Trong cái cảm nhận tự thân của Pháp hội, thiền tập thực sự là quá tuyệt vời. Thiền tập nó mang lại cho mình một cái nhận thức mới,
nó bồi đắp cho mình cái năng lực của tự thân. Nó thay đổi dần dần, cái nhận thức của mình trở nên vững chắc hơn. Nó làm thay đổi cái chất lượng đời sống của mình. Nó theo cái hướng tốt đẹp rất là nhiều. Mình vững tin hơn, mình có nhận thức sâu sắc hơn về đời sống của mình, hoặc là những sự vật, sự việc xung quanh, hay cả nhận thức của những người khác, ít nhất là trong cộng đồng của mình hay những người liên quan đến mình. Và nó được kiểm chứng bởi sự thành công của rất nhiều người. Không nhất thiết phải là ông thầy tu mới làm được điều đó. Có rất là nhiều người đã áp dụng được thành công cái đó trong đời sống của mình. Và bây giờ nó giống như thành một cái trào lưu trong cái giới trí thức, hay là của các giới giáo dục, hay là nghiên cứu sâu. Nó có, họ khẳng định được rằng nó có cái sự trợ giúp rất là lớn. Và thậm chí nó thay đổi hẳn bản chất của rất là nhiều, cuộc sống của rất là nhiều người. Vậy thì tại sao lại có cái nghiên cứu kia? Nó khẳng định điều đó. Mặc dù nó chỉ xảy ra đối với một số ít người. Phụ nghĩ mình phải gác cái cảm xúc yêu thích của mình sang một bên, cái khẳng định của mình sang một bên để có thể nhìn nhận vấn đề, tiếp nhận cái vấn đề nhìn từ một cái góc độ khác. Cái sự thành công của thiền tập đối với bản thân mình, nó là sự thật. Nhưng mà cái góc độ mà nó chưa được tốt đẹp đối với một số người khác, cho dù là số ít, nó cũng rất có thể là sự thật. Vậy mình phải tiếp nhận, phải hiểu cái sự việc đó như thế nào? Trong cái lúc quán chiếu về cái vấn đề đó, tự dưng Phó Hội nhớ lại một cái lời khuyên cổ xưa dành cho những người tu tập thiền tập, rằng là tu tập thiền cũng phải quán chiếu về từ bi. Cái lời khuyên này nó có từ cổ xưa rồi, không phải là mới đây. Và nó đã được áp dụng từ ngàn xưa, truyền qua nhiều thế hệ cho đến nay, cũng giống như các phương pháp thiền tập. Những cái kỹ năng của thiền tập nó càng ngày càng sắc bén hơn, được kiểm chứng, và nó được lan rộng trong nhiều giới hơn, chỉ là một cái nhóm cộng đồng tu tập ngày xưa. Thì tại sao nó có cái lời khuyên như vậy? Nhiều năm trước, khi mà bắt đầu bước chân vào chùa, lúc ấy Phó Hội chưa được tiếp cận với những cái pháp môn thiền tập, nhưng mà cũng được chia sẻ một cái ý tưởng mà Phó Hội chấp nhận ngay từ đầu. Rằng một ông thầy tu, trong cái quá trình tu tập của mình, nếu ông ta có giấu giếm một điều gì trong cái khả năng để làm cho cái giải thoát của mình, không chia sẻ hoặc giấu giếm cái điều đó với người khác, thì bản thân ông ta sẽ không bao giờ đạt được cái giải thoát đích thực. Hội lúc đó không có biết nhiều gì về giáo lý tu tập hết, nhưng mà chấp nhận cái điều đó như là một cái điều đó nó rất là đương nhiên. Và nó cứ tự nhiên như vậy trong cái nhận thức của mình cho đến tận bây giờ. Lúc đó Phổ là một thanh niên trẻ, thời đó
Trước vài năm và sau vài năm, khi mà cái đức bức tường Berlin nó sụp đổ, lúc đó ở Đông Âu nó loạn lạc lắm. Thì những người thanh niên trẻ theo nhau chạy đi học võ để tự bảo vệ mình rất là chuyện đương bình thường. Và trong nhận thức của những người của cái giới học võ, mình chỉ học cái bề ngoài thôi, thế nhưng mà những cái truyền thuyết về về những cái giới đó mình cũng hứng thú lắm, bởi vì mình đang theo chân họ mà. Có cái câu chuyện truyền thuyết về những ông võ sư, những thầy dạy võ, là ông ấy sẽ luôn luôn giữ lại những cái miếng võ độc chiêu nhất, chất lượng cao nhất cho chính mình. Ông sẽ không bao giờ truyền dạy hết những cái gì ông ta biết, để đề phòng những người đệ tử phản mình, hoặc là vượt lên trên mình, hoặc là chiếm chỗ của mình. Và những người trẻ khi mà đi học võ thì sẽ rất là hứng thú với cái câu chuyện đó, và coi như nó là một cái chuyện đương nhiên. Bây giờ đây cũng vậy, khi mà những cái người đứng đầu doanh nghiệp của mình họ có thành công về về cái sự nghiệp, về cái sản phẩm nào đó, thì họ cũng sẽ giữ lại những cái bí mật để cho họ luôn luôn được vượt lên trên đó. Và mọi người cũng coi đó là cái đương nhiên. Nhưng mà với cái đương nhiên của ông thầy tu lại rất khác. Tâm thức của ông thầy tu nó ở một cái phương trời khác. Chúng ta sẽ không giấu giếm bất cứ một cái điều gì để cho cái khả năng đi tới giải thoát của chính mình và cái của người khác. Nếu ông ta có giấu giếm điều gì đó thì bản thân ông ta sẽ không có đi tới cái giải thoát cao nhất được. À, nó cũng đương nhiên như vậy. Thì chính cái chấp nhận đương nhiên đó, nó đem cái tâm thức của ông thầy tu sang một cái khác, một cái khung trời được nuôi lớn và bảo hộ bởi cái năng lượng đó. Hiển nhiên là như vậy. Nếu một người nào đó có cái may mắn tiếp cận được với những cái phương pháp tu tập thiền tập và bỏ tâm đủ mức để mà áp dụng nó trong đời sống hàng ngày của mình, người đó chắc chắn sẽ có cái sự thay đổi rất là lớn lao trong cái đời sống của mình. Một người khi được trao vào tay mình trong đời sống của mình một cái phương pháp rất là hiệu quả, rất là sắc bén, làm thay đổi tận gốc rễ những cái vấn đề trong đời sống của mình cả trên phương diện tích cực và tiêu cực. Sự quán chiếu thiền tập hàng ngày nó gây dựng cho mình một cái nội lực ở bên trong. Nó làm cho mình trở nên vững vàng hơn. Một con người áp dụng cái thiền tập hàng ngày hoặc là ở trong một cái môi trường mà được hưởng cái năng lượng của những người có cái thiền tập hàng ngày, người đó sẽ được hưởng lây hay từ chính mình cái năng lượng của từ bên trong nó được bồi đắp mỗi ngày. Mình trở nên vững vàng hơn. Có những cái khó khăn mà ngày trước mình chịu không nổi, nhưng bây giờ mình hoàn toàn có thể đối diện với nó, vượt qua nó mà nó không làm sụp đổ chính mình. Thậm chí mình có thể đối diện với những cái hành động bạo lực hay những cái gì đó tệ hơn thế nữa mà mình không trở nên một con người thù hận. Nó vẫn còn giữ được cái bản tâm muốn thương yêu, muốn trợ giúp người khác, hay là cống hiến một phần cái năng lượng của mình cho người khác.
luôn luôn muốn xây dựng một cái khung cảnh sống tốt đẹp cho mọi người. Dung nói những cái khó khăn trong đời sống của đệ tử của Dung trong tu viện nó chỉ giống như bão tố trong cái bát canh chay thôi. Là bởi vì khi mà mình được thấm đẫm bởi cái tư tưởng chấp nhận rằng đời sống tu tập của mình nó không phải chỉ của riêng mình, nó là của chung cái cộng đồng, thì tự dưng nó trở thành một cái phần bảo hộ cho mình không bị những cái năng lượng còn đen tối trong tâm thức của mình nó lôi cuốn mình đi. Nếu những ai chỉ thấy rằng thiền tập là một cái gì đó cho riêng mình, không thể nào nói những người tu tập thiền tập kia mà trở thành một con người xấu được, bởi vì họ vững vàng hơn, họ thấy cái đời sống nội tâm của họ phong phú hơn, họ đối diện được những cái khó khăn mà không sụp đổ. Mặc dù như trong cái bài báo kia nó mô tả rằng những có một số người họ trở nên chỉ quan tâm đến chính họ, họ chỉ muốn tận hưởng tiếp tục những cái điều tốt đẹp mà thiền tập đem lại cho họ mà thôi, không quan tâm đến những cái sự kiện xảy ra chung quanh họ hay trong xã hội hay trên thế giới. Không thể nào nói là họ trở nên xấu ra được, nhưng mà cái nhìn bên ngoài thực sự rằng là nó có như thế. Điều này nó cũng có xảy ra với những ông thầy tu chứ không phải không. Lúc có Phổi còn là một sư chú, một danh của Phổi có nói trong cái lúc ngồi thiền, mình dùng hơi thở làm cho cái tâm mình nó yên, mình sẽ cảm thấy rất là khoái, thật là dễ chịu, mình điều phục được tâm ý của mình, nó không có thổi bay mình đi nữa, những cái phiền não nó được gác qua một bên, thực sự là thoải mái, tâm thức của mình nó giống như được tưới tẩm, nó được tươi mát hơn. Thế nhưng mình cũng sẽ có cái khuynh hướng muốn chìm mãi ở trong cái trạng thái đó. Nhưng mà sư anh kia có kinh nghiệm hơn, bảo rằng khi mà mình đạt tới trạng thái đó rồi thì mình phải dùng cái năng lượng đó để quán chiếu những cái vấn đề sâu sắc hơn. Chứ mình chỉ chìm mãi trong cái an lạc của cái lúc ban đầu đó, nó sẽ không đem mình đi xa được. Và đó rất có thể là vấn đề của những người tu tập thiền tập mà trở nên bị người ta mô tả là vị kỷ kia. Thực sự là hấp dẫn. Cái an lạc trong tâm của mình nó làm cho mình ngồi vững được trước những cái bão tố của cuộc đời. Những cái khó khăn thì nó vẫn còn đó. Nhưng mình sẽ không trở nên chanh chua, mình không trở nên phản ứng thô tháo với những cái đó nữa. Cái nội lực của mình mạnh hơn, đúng thế. Thế nhưng nếu như mình chìm vào trong đó, thì đúng là nó chỉ giữ mình ở cái khoảng đó thôi. Nó không đem cái tâm thức mình vượt lên được, hoặc là không giải quyết được những cái vấn đề sâu sắc hơn. Thế thì tại sao nó lại có hai cái kết quả như vậy? Mặc dù bên kia nó chỉ là số ít, nhưng mà nó có. Và nó không phải chỉ có ở trong những người chỉ chọn cái thiền tập như là một cái phương tiện làm tốt hơn cho riêng mình, mà nó còn xảy ra trong đời sống của ông thầy tu nữa. Ít nhất là chìm đắm trong cái an lạc ban đầu nó cũng có. Hoặc những ông thầy tu với một cái khoảng thời gian tu tập dài rồi vẫn còn muốn đi xây dựng cái của riêng mình, nó cũng có nữa. Chứ không phải không?
Mặc dù rồi thì cái trung tâm đó nó cũng để cái có cái khuynh hướng nó sẽ phải thuận theo tự nhiên là mở ra để phục vụ cho đông người. Thế nhưng nó cũng vẫn là một cái sự hấp dẫn và theo cái khuynh hướng bổn quan. Thì ngay từ đầu tiên khi mà chấp nhận cái nhìn nhận rằng ông thầy tu sẽ không giấu giếm cái điều gì trong cái sự tu tập của mình, không giấu được một cái mẹo nào hay là một cái bí mật nào đó để cho mình thành công hơn trong nhận thức, sẽ phải sẵn sàng chia sẻ với tất cả mọi người cho cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm thành công đó. Giấu giếm là chắc chắn không có đem lại cái, nó sẽ thành một cái trở ngại mà ông thầy tu không đạt tới giải thoát toàn vẹn được. Nhưng mà lúc từ đó cho đến tận gần đây, tôi vẫn chấp nhận nó như một điều tự nhiên mà chưa bao giờ phải suy nghĩ lại điều đó. Thế nhưng mà trải qua cái vấn đề đánh động tâm tư của mình vừa rồi đó, thì phải đem lại quan chiếu cái đó một lần. Tôi thấy rằng thực sự là mình may mắn. Bởi vì khi mà bước chân vào con đường thiền tập thì mình được dạy cùng lúc, hiểu biết và thương yêu cùng nhau. Nó như một cái sự bảo hộ cho chính mình, rằng đời sống của mình bắt đầu từ giây phút đó nó không phải chỉ là của riêng mình, mà nó còn là của chung mọi người, của cộng đồng, của nhân sinh nữa. Nó đã thay đổi cái nhân sinh của mình từ cái lúc đó. Thế nhưng mà hơn 20 năm sau, mình mới nhận ra rằng cái điều hiển nhiên đó, mặc dù mình chấp nhận nó ngay từ đầu, mình thấy nó rất là phù hợp và không có gì sai cả, thế nhưng nó vẫn là nhận thức người khác, nó chưa phải là của mình cho đến khi mình thực sự quán chiếu để cảm nhận nó một lần nữa như vừa rồi. Đến lúc đó mình mới cảm nhận thì ra có những cái mình coi là chân lý, mình tưởng là mình đã tiếp nhận được rồi, có nó rồi, nhưng mà chưa, nó vẫn là của người khác. Mặc dù nó vẫn luôn luôn hiện hữu trong đời sống của mình hơn 20 năm qua, nhưng nó vẫn là của người khác. Cho đến khi mình quán chiếu sâu sắc hơn để cảm nhận được nó như thế nào, thì lúc đấy nó mới trở thành một phần là của mình. Mặc dù cái nội dung nó vẫn thế, nó không thay đổi. Ngày trước có một sư anh nói với Phổ, chỉ cần lặp lại được lời dạy của sống với toàn bộ niềm tin thì cũng đã là thành công rồi. Giờ đây Pháp Hội có một niềm tin nhiều hơn thế khi lặp lại cái điều kia, điều chân lý tự nhiên kia, bởi vì nó đã là một phần của Pháp Hội rồi. Rất có thể khi mà ta nghe một cái điều gì đó rất là hay, ta tưởng đó là chân lý. Thế nhưng mà rất có thể nó vẫn cứ là chân lý của người khác, chưa phải là của mình. Nếu như mình không tiêu hóa được nó, không đem nó trở thành một phần đời sống của mình, trở thành một phần cái nhận thức sâu sắc của mình, thì nó vẫn chưa phải là của mình. Rất có thể một ngày nào đó ta sẽ nghe thấy một cái điều gì đó nó hay hơn, hoặc nó đối nghịch lại, ta sẽ bị thổi bay cái nhận thức trước đó. Thế nhưng khi nào nó trở thành một cái gì đó sâu sắc, nó bắt dễ vào trong nhận thức của mình, thì lại khác hẳn. Đạo Bụt rất là quan trọng cái tự thân thực chứng. Không phải chỉ anh nghe nói những cái điều hay, anh chấp nhận nó thì nó sẽ là của anh. Nó còn cần phải cái sự trải nghiệm tự thân về chính cái điều đó nữa. Trong Đạo Bụt có cái ví dụ rất là hay về ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu nhận thức của anh nó chỉ ở cái mức đến cái ngón tay thôi thì anh sẽ không thấy được mặt trăng. Nhưng nếu anh có quán chiếu một lần về cái phương pháp mà cái ngón tay đó chỉ ra,
cái nhìn của anh nó sẽ xa hơn cái ngón tay được một chút. Có thể vẫn chưa đạt được tới mặt trăng, nhưng ít nhất nó là của anh. Anh có kết quả của cái sự thiền tập quán chiếu trong đó rồi. Nghe một bài pháp hay nó không có dẫn tới cái giải thoát, mà nó còn phải là cái quá trình của tự thân người đó để kiểm chứng cái điều đó nữa. Có thể nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Nó có thể giống như phổ 20 năm sau mới quay lại cái điều mà mình nghe được trước đó. Mình đã bỏ quên nó hơn 20 năm trời, mặc dù nó vẫn trợ giúp, nó vẫn hiện hữu trong đời sống hàng ngày của mình. Nhưng chỉ đến khi mình biến nước nó thành máu thịt của mình thì mình mới có niềm tự tin nhiều hơn ngày trước. Và khi pháp hội quán chiếu được điều đó rồi, thấy được cái sự khác hơn, thì qua hội quay lại tiếp tục đọc cái bài kia. Tại vì cái cảm xúc của mình nó chặn cho mình không đọc tiếp được hết cái bài kia. Nó khó khăn tới như vậy đó. Tại vì mình yêu thích cái pháp môn thực tập mình tới tận xương tủy. Giờ đây nó lại có một cái gì đó nó không tốt đẹp về điều đó. Nó nổi lên cảm xúc. Phải mất vài tuần sau giải quyết được vấn đề mới quay lại đọc tiếp được cái bài đó. Thì rất là thú vị. Cái nửa sau của cái bài đó, họ có nói thêm về những nghiên cứu mở rộng hơn, sâu hơn cũng về cái vấn đề đó. Họ tìm ra được, khẳng định được rằng những cái số người đó nó chỉ số nhỏ, và đồng thời là nó ở những cái người mà họ không có nhiều cái mối quan hệ tốt đẹp với xã hội, với những cộng đồng vòng quanh của họ. May mắn thay, mình không bị rớt vào cái đó ngay từ đầu. Mình cũng không chọn cái khuynh hướng đó như vậy ngay từ đầu. Thế mình được nghiễm nhiên thừa hưởng một cái sự bảo hộ rất là tuyệt vời từ ban đầu. Thế mình không có cảm nhận của những người kia. Thì ở đây, hội chia sẻ như vậy để mọi người thấy rằng không, cái chân lý nó không phải là một cái điều gì đó nghiễm nhiên với thời gian. Nó có thể thay đổi. Nó không phải là một cái gì đó bất di bất dịch để mà nó mãi mãi với thời gian như thế. Nó vẫn cần phải được thay đổi để thích hợp hơn với nhận thức của thời đại, của chính mình. Và trong sự thực ra có cái điều đó, có được cảnh báo cái điều đó. Chân lý mà ta được tiếp nhận ngày hôm nay rất có thể nó sẽ được bổ sung, nó làm mới hơn theo cái thời gian và theo cái nhận thức của cái cộng đồng mà chúng ta sống. Và chúng ta được khuyến khích để mà làm mới nó, chỉnh sửa nó theo cái sự tu học lớn lên của mình. Khi mà chúng ta bước chân vào cái sự tu học hoặc tiếp cận với những cái pháp môn thiền tập, thì chúng ta rất có thể phải vâng theo cái lời khuyên từ cổ xưa kia. Thiền tập nó cũng cần phải đi chung với thực tập từ bi, là để nó thỏa mãn, bồi đắp, mở rộng hơn cái lòng thương yêu của mình. Nhưng đồng thời nó cũng là một cái sự bảo hộ tuyệt vời cho mình khi mà mình không vượt thắng được những cái tâm thức còn chưa được chuyển hóa trong tâm mình. Chúng ta thấy rất rõ trong cái đời sống chúng ta, khi mà một người được trao một cái công cụ rất là hiệu quả, rất là sắc bén, tầm ảnh hưởng lớn ở trong tay, thì khi người đó làm quyết định sẽ có cái khuynh hướng không quản đến những cái điều kiện khách quan khác. Những chính trị gia khi mà họ có nhiều quyền lực, hay là một người lãnh đạo của một công ty mà có nhiều quyền lực, thì sẽ có cái khuynh hướng khi làm quyết định nó sẽ không quan tâm đến những
cái vấn đề khác. Điều đó nó hiện hữu trong tâm thức của tất cả mọi người. Nó cũng giống như ông võ sư kia sẽ giữ lại những cái gì để cho mình được bảo hộ. Hay là những người lãnh đạo nghiệp hay là những chính trị gia kia, khi mà họ có những cái công cụ sắc bén để mà đè ép được người khác, họ làm ra những quyết định nó rất là tệ hại. Nó không phải chỉ ở trong đất nước của họ mà còn có cho sang cả đất nước khác nữa, và nó ảnh hưởng cả thế giới. Ở trong cái phương diện tâm linh cũng vậy. Một người tu tập thiền tập sẽ có một cái công cụ rất là hữu hiệu, sắc bén để mà xử lý những cái vấn đề trong tâm thức của mình hay là trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thì bây giờ đây, cái chọn lựa của mình nó có giống với nhà lãnh đạo kia không? Nó có giống với ông võ sư kia không? Hay là nó sẽ giống với cái tâm thức của ông thầy tu? Người ta nói ông thầy tu cái tâm thức nó khác. Nó ở một cái trời khác với mọi người. Đúng thế. Phương ngoại phương. Nó phải bước chân một chỗ đó. Thì nó sẽ là sự chọn lựa của mọi người thôi. Dung vẫn nói cái pháp môn của Dung, mọi người hoàn toàn có thể sử dụng nó theo cái cách thức nào mình thích. Và từ ngàn xưa các thế hệ thầy tu cũng đã như vậy, cũng sẵn sàng chia sẻ, nhưng đồng thời cũng luôn luôn cung cấp cái cần thiết cho bên cạnh đó. Những cái truyền thống tu tập sâu sắc luôn luôn quan tâm đến cái vấn đề yêu thương cộng đồng của mình hay là của những người khác, cái chuyện làm từ thiện để giữ cho cái tâm thức của mình ít nhất là trong cái cộng đồng của mình, hay thậm chí còn xa hơn, nó không có biên giới đối với những người khác. Thì như vậy mình mới mở ra được cho mình cái cơ hội để cái tâm thức của mình nó vượt lên trên, và nó không có một cái trở ngại lôi mình đi về cái hướng nào đó mà nó chưa được hoàn thiện. Thì khi mà chúng ta được ở trong một cái môi trường mà bước chân vào đó, mọi người nếu như may mắn ngay từ đầu tiếp nhận được rằng đời sống tu tập của mình không phải chỉ cho riêng mình mà còn cho cả cộng đồng, rất có thể mình chỉ nghe đó như một cái điều đương nhiên. Nhưng mà có sẽ cần phải một sự quán chiếu nào đó để cảm nhận, để được thấy rằng nó là một phần đời sống của mình. Nó thành thì một phần bám rễ trong cái nhận thức của mình và nó được thực thi trong đời sống hàng ngày của mình. Thì nó lại khác nữa. Có nghĩa là ta bước được nhiều hơn một bước trong cái con đường tu tập của mình. Đừng để giống như Pháp Hội, chờ là 20 năm sau mới hơn hay chúng ta mới quay lại quán chiếu cái điều đó để làm cho nó sâu sắc hơn, mặc dù cái nội dung nó vẫn thế. Để sau này nếu mà có giảng dạy, có cơ hội để giảng dạy, nó cũng vẫn thế thôi, nó chưa gì mới hơn, nhưng nó đã có tự tin hơn để tuyên bố về điều đó, để nhắc lại cái điều đó. Nó là một sự thành công nhiều ít nó cũng thế. Rất có thể là rất nhiều người trong chúng ta đã khẳng định được điều đó rồi, chứ không cần phải đợi tuyên bố đào tạo bộ lớn gì. Nó được kiểm chứng bởi rất nhiều người rồi. Thì đây nó giống như một cái loại vaccine để giúp cho những ai đó, nếu thấy rằng là chỉ nhặt những cái điều tốt đẹp nhất trong thiền tập thôi, cho mình thôi, thì đây là một cái loại để nhẹ nhàng nhắc nhở rằng là nó cũng cần cái sự tập từ bi trong cái đời sống thiền tập của mình, chứ phải không? Thiền tập rất là hiệu quả, thật sự là tuyệt vời.
và càng ngày nó được cảm thấy bỡ chứng với nhiều người. Không liên quan đến anh thuộc về truyền thống tu tập nào. Không nhất thiết anh phải trở thành một ông thầy tu đạo Bụt mới làm, mới thực tập thiền tập được. Không. Nó được chia sẻ dưới cái hình thức tôn giáo, nhưng mà nó cũng được chia sẻ dưới cái hình thức không tôn giáo. Anh có thể đem nó về thực tập ở trên mọi góc trong cái đời sống hàng ngày của mình được. Nhưng mà tốt nhất cũng cần phải đem theo những cái lời khuyên trong đó để cho cái tâm thức của mình nó trở nên phương ngoại phương, nó trở nên để nhờ ai đó đọc về kinh Tương Yêu bằng tiếng Anh, hội sẽ đọc bằng tiếng Việt. Trang 229. Discourse on love. He or she who wants to attain peace should practice being upright, humble, and capable of using loving speech. He or she will know how to live simply and happily, with senses calm, without being covetous and carried away by the emotions of the majority. Let him or her not do anything that will be disapproved of by the wise ones. And this is what he or she contemplates. May everyone be happy and safe, and may their hearts be filled with joy. May all living beings live in security and in peace. Beings who are frail or strong, tall or short, big or small, visible or not visible, near or far away, already born or yet to be born. Many of them, may all of them dwell in perfect tranquility. Let no one do harm to anyone. Let no one put the life of anyone in danger. Let no one out of anger or ill will wish anyone any harm. Just as a mother loves and protects her only child at the risk of her own life, we should cultivate boundless love to offer to all living beings in the entire cosmos. We should let our boundless love pervade the whole universe, above, below, and across. Our love will know no obstacles. Our heart will be absolutely free from hatred and enmity. Whether standing or walking, sitting or lying, as long as we are awake, we should maintain this mindfulness of love in our own heart. This is the noblest way of living. Free from wrong views, greed, and sensual desires, living in beauty and realizing perfect understanding, those who practice boundless love will certainly transcend birth and death.
kinh thương yêu. Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn, khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái. Những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn và không đua đòi theo đám đông. Những kẻ ấy sẽ không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười. Và đây là điều họ luôn luôn tâm niệm. Nguyện cho mọi người và mọi loài được sống trong an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi. Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất đều được sống an lành, những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp sinh. Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình che chở cho đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài. Ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian và muôn loài từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Lòng từ bi không bị bất cứ một cái gì làm ngăn cách. Tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc căm thù. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức, ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất. Không lạc vào tà kiến, loại dần ham muốn, sống nếp sống lành mạnh và đạt thành trí giác, hành giả chắc chắn sẽ vượt thoát khỏi tử sinh. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất, là được sư ông chọn làm câu kinh hay nhất. Vài tuần nữa đây sẽ có mấy người trẻ, họ sẽ phát nguyện sống trong đời sống của người xuất gia. Mời quý vị tới xem để chứng kiến cái giây phút họ phát nguyện để được sống trong cái sự bảo hộ của thương yêu và bước chân trên cái con đường của phương ngoại phương của ông thầy tu. Ở tất cả các trung tâm của Làng Mai, hiểu biết và thương yêu luôn luôn được dạy kèm với nhau để nó trở thành một cái đảm bảo cho cái sự thành công. Không nhất thiết là phải sống cả đời như ông thầy tu thì mới được hưởng điều đó. Quý vị có thể thử trong vòng 5-6 năm cho những người trẻ có cơ hội đó. Mời mọi người tới xong cái giây phút trang trọng mà những người trẻ đó phát nguyện sống đời sống như một người tu. Cảm ơn đại chúng.